Xin chào cô bác, quý anh chị. Thì hôm nay ở trên đường có mặt lang thang tại Sài Gòn. Thì hôm nay giờ này khoảng hơn 7 giờ tối, gặp một cái anh, anh đang ngồi ở đây, anh đàn ca giọng cổ nè. Anh đàn giọng cổ. Dạ em chào anh. Anh tên gì anh? Anh Phong mà, anh Phong quê ở đâu? Quê An Giang. An Giang hả? Anh lên đây anh đàn lâu chưa anh Phong? Hơn tuần. Hơn tuần hả? Anh đàn rồi bán dạo hả? Anh bán gì đây? Bán tâm, chỉ đàn bán bằng chải. Anh ở huyện nào của An Giang? Tri Tôn hả? Anh lên đây anh thường đàn ở vòng Sài Gòn này hay sao? Thường đi mấy cái ngã tư này ngồi bán. Ngã tư này ngồi bán. À, anh học đàn lâu chưa anh Phong? Biết đàn hồi nhỏ. Biết đàn hồi nhỏ hả? Ai dạy anh? Thầy Dương, thầy Trung Dương. Thầy Trung Dương dạy anh. Anh đã đàn dạo như thế này lâu khoảng bao lâu rồi? Mấy năm nay, 3 năm nay. 3 năm nay. Rồi hiện bây giờ anh ở nhà trọ trên này hay sao? Ở Kinh Dương Dương. Ở Kinh Dương Dương hả? À, sáng thì anh, ngày mai anh sẽ bán ở đâu? Sáng thì ngã tư Lê Hồng Phong. Sáng ngày mai ha. Chút xíu nữa anh có thể cho em xin số điện thoại để em liên hệ anh. Ngày mai em có thể em quay ai thêm anh được không? Dạ. Anh Phong, buổi tối anh thường ở đâu? Anh gửi cho mình cái mền. Gửi cho anh cái mền cho mình. Tặng anh cái mền. Rồi có người tặng cho anh cái một cái mền. Buổi tối anh thường ở đâu anh Phong? Đi thường thường theo mấy ngã tư chứ không có cố định chỗ nào hết. Không có cố định ha. À. Dạ, anh Phong ơi, em rất là quý cái nghề, yêu nghề của cái khi mà anh lại sử dụng cái tiếng đàn của mình để mà anh bán dạo như thế này. Mỗi ngày có đủ thu nhập, có đủ sống không anh Phong? Nhín nhút qua ngày. Nhín nhút qua ngày. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 42. 42 tuổi hả? Dạ, anh lên đây Sài Gòn là tại sao anh không ở dưới quê mà lại lên Sài Gòn như thế này? Như quê bán giờ lúc này cũng ấy mà. Cũng ấy hả? Ở dưới quê thì thường mình sẽ đi show thì nó sẽ đắt, sẽ ổn định cuộc sống hơn. Đi show thì cũng được nhưng mà bây giờ bị karaoke nó lấn át lắm. Ra mà tạm giờ đấy. À, anh Phong ơi, bây anh có vợ không? À, có nhưng mà giờ bỏ đi. Vợ bỏ đi hả? Anh có con gì không anh Phong? Có hai đứa con. Hai đứa con hả? Bây giờ anh đàn gì để nuôi con hay sao? Dạ để nuôi con. Thì hai đứa con anh đã bao lớn, bao nhiêu tuổi rồi? Còn anh một đứa mới học lớp 1,
đứa học lớp 1, đứa đi học đại học. Rồi đại học là ở đâu anh? Ở Cần Thơ. Ở Cần Thơ, sao anh không xuống Cần Thơ để mà anh mưu sinh mà anh lại ở đây? Ở Cần Thơ bán nó khó hơn đây. Ở khó hơn ở đây. Mỗi ngày thu nhập gì anh đủ trang trải cuộc sống cho mình không? Nhín nhút thì nó cũng đủ. Nhín nhút cũng đủ ha anh ha. Thì anh Phong sẽ đàn tặng cho mình một số bài bản để mà để cô chú anh chị thưởng thức về tiếng đàn của anh Phong. Anh Phong ơi, ở đây là cái ngã tư gì anh Phong hả? Đây là ngã tư Ngô Quyền. Ngã tư Ngô Quyền. Thứ hai này anh sẽ tặng cho em cái bài gì, cho mọi người thưởng thức một cái bài gì mà anh cảm thấy là mình yêu thích nhất? Đây là bài Văn Thiên Tường. Văn Thiên Tường lớp dẫn với lại hai câu vọng cổ được không anh? Rồi cả nhà cô bác anh chị nghe tiếng đàn Bùi Mẫn của anh Phong với một bài bản vắng Văn Thiên Tường lớp dẫn và hai câu vọng cổ. Ở đây là ngã tư Ngô Quyền. Hiện nay thì tình cờ mình mới gặp ở đây gặp anh Phong thôi nhưng rất quý anh. Rồi em cảm ơn anh. Bây giờ anh có thể bắt đầu. Thank you.
xong hả anh không? Dạ. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Nói chung là cái bài nó nghe rất là mùi. Anh ơi, cho em hỏi anh nè, em anh khiếm thị, khiếm thị lâu chưa? Bây giờ 6 tuổi. 6 tuổi, lý do là sao anh bị khiếm thị anh không? Bị bệnh. Bị bệnh hả? Sao, sao một lần bạo bệnh hay sao? Khi mà mình bị bệnh ban á, hồi đó tao bị ban á. Dạ. Nó lên mắt là nó bệnh. Dạ. Quá hay luôn. Nói chung anh Phong ơi, cố gắng nha. Rồi anh cố gắng để giúp đỡ cho bé nó học hết cái lớp đại học. Rồi còn một em nhỏ nữa. Em cảm ơn anh Phong rất là nhiều. Chúc anh Phong sức khỏe. Bây giờ em sẽ ủng hộ cho anh. Anh Phong ơi, lúc nãy có một người gửi cho anh tiền. Em đã bỏ vô cái sọt tiền của anh rồi. Người ta không có mua đồ, nhưng mà người ta gửi tiền cho anh ha. Rồi em chào anh Phong. Chúc anh Phong sức khỏe ha. Rồi, em sẽ lấy số điện thoại của anh. Yeah.